là Đài Phát thanh Duy Tiên. Đây là Đài Phát thanh Duy Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Duy Tiên sẽ được mở đầu bằng phần tin. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thôn Doãn, xã Tiên Ngoại vừa tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Xuân năm 2024. Bà Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đến tặng hoa chúc mừng. Dự lễ hội có ông Nguyễn Thế Vinh, thành viên Trung tâm Bảo tồn Văn học Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Sông Châu, Hội Văn học Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trưởng các ngành đoàn thể xã, bí thư, trưởng các thôn xóm, người con quê hương làm ăn xa quê cùng đông đảo nhân dân trong thôn. Lễ hội truyền thống Đình Làng Doãn xã Tiên Ngoại năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 6, mùng 7 tháng 4, tức ngày 28, 29 tháng 2 năm Giáp Thìn. Trong đó, ngày 28 tổ chức lễ dâng hương, rước kiệu thánh và an vị. Ngay sau lễ khai mạc, các dòng họ đoàn thể dâng lễ và hoạt động tế lễ của người dân trong thôn. Theo các thư tịch cổ còn lưu giữ tại cơ quan quốc gia và tại tỉnh Hà Nam, thôn Doãn trước đây có tên là Doãn Xá, tên chữ là Trúc Sơn, thuộc Lục Nộn, Tổng Tiên Xã, huyện Duy Tiên, phủ Lý Nhân, nay là thôn Doãn xã Tiên Ngoại. Cụm di tích gồm miếu thờ Thành Hoàng Lã Đông An Đại Vương, ngài có công giúp vua nhà Trần đánh giặc, được các triều vua phong tám đạo sắc. Chùa thôn Doãn có từ lâu đời, được xây dựng từ cuối thế kỷ 18 do quan viên hương trưởng, hương hội cùng toàn dân thượng hạ đóng góp. Đến thời Hoàng Triều Cảnh Hưng Ngũ Niên, Bát Nguyệt, Lục Nhật, nghĩa là 618 năm Cảnh Hưng thứ 5, làng mới đúc được chuông đồng. Năm 1937, đình làng được xây dựng lại theo kiểu chữ nhị mang nét cổ kính và hiện đại, còn nguyên kiểu kiến trúc thời Nguyễn. Đình làng thờ tín ngưỡng Tam Tứ Phủ, trên ban Tam Tòa Thánh Mẫu thờ Mẫu Liễu Hạnh Công Chúa, Thủy Tinh Công Chúa và Quế Anh Phu Nhân. Đình làng Doãn còn phối thờ Đức Hồng Nương Đệ Nhất Công Chúa. Tương truyền, ngài là một vị tướng có công với dân với nước thời Lý, được các triều vua từ thời Lê đến thời Nguyễn phong sáu sắc đạo. Theo cổ lệ, đình làng mỗi năm tổ chức hai kỳ tế lễ vào mùa xuân rằm tháng 2 là lễ hạ điền và lễ thượng điền vào rằm tháng 11. Hiện tại, đình thôn Doãn vẫn giữ được quả chuông đồng đúc từ thời hậu Lê, nhiều đạo sắc phong của các triều vua và nhiều cổ vật có giá trị. Lễ hội Đình Làng Doãn năm 2024 là sự kiện văn hóa quan trọng của thôn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân đoàn kết, nỗ lực tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước đó, tối mùng 6 tháng 4, tức ngày 28 tháng 2, thôn Doãn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội. Dự án Flamingo Golden Hill nằm trong quần thể du lịch quốc gia Tam Trúc, trung tâm dịch vụ chính thức đi vào hoạt động và sẵn sàng đón khách ngay hôm nay. Sổ đỏ lâu dài, sở hữu ngày chỉ với 1,1 tỷ đồng, nhận ngày gói hoàn thiện nội thất lên đến 1 tỷ đồng và 720 triệu tiền mặt hỗ trợ kinh doanh. Hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng, miễn phí tiền thuê mặt bằng kinh doanh lên đến 24 tháng. Flamingo Golden Hill, thành phố thương mại du lịch đẳng cấp 5 sao. Hotline 0988 00 2323. Dự án Flamingo Golden Hill nằm trong quần thể du lịch quốc gia Tam Trúc, trung tâm dịch vụ chính thức đi vào hoạt động và sẵn sàng đón khách ngay hôm nay. Sổ đỏ lâu dài, sở hữu ngày chỉ với 1,1 tỷ đồng, nhận ngày gói hoàn thiện nội thất lên đến 1 tỷ đồng và 720 triệu tiền mặt hỗ trợ kinh doanh. Hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng, miễn phí tiền thuê mặt bằng kinh doanh lên đến 24 tháng. Flamingo Golden Hill, thành phố thương mại du lịch đẳng cấp 5 sao. Hotline 0988 00 2323. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.